Nhân loại đã đạt tới đỉnh cao trí tuệ đó là bạo lực trong hòa bình. Cuộc tỉ thí được duy trì suốt từ thời kỳ Tokugawa, cuộc chiến ủy thác giữa các tập đoàn với tên gọi giải đấu sinh tử Kengan. 32 đấu sĩ đã tụ hội tại đây trên đảo Ganjizu, tập đoàn thắng cuộc sẽ được vinh dự chọn chủ tịch tiếp theo. Hay nói cách khác là tổ chức quyền lực nhất Nhật Bản, mọi môn phái và môn võ đều tề tựu đông đủ tại đây. Kỹ năng quyền pháp và trường phái không quan trọng, chỉ cần thể hiện hết mình và bất chấp tất cả ông chú Kazuo lúc này đây đang dùng bữa với Oma tại một quán ăn. Mặc cho thái độ phấn khích của Kazuo khi họ đã giành chiến thắng trước gia tộc Kuze hùng mạnh, Oma lại tỏ ra không có chút phản ứng gì nhiều. Dù sao thì cũng chỉ mới vòng hai thôi nên Oma không tự cho mình được phép khinh suất. Cô gái Akizama xuất hiện và yêu cầu Kazuo hãy giữ thể diện một chút bởi các chủ tịch khác đang nhìn họ. Kazuo nói rằng nếu ông không đi gặp gia tộc Kuze thì họ sẽ lại khinh mình mặc dù đám đó quả thật rất đáng sợ, nghĩ lại thì vẫn còn thấy run tới mức muốn xón cả gia quần. Akizama nói rằng cô đã thưa chuyện lại cho bác sĩ Hanafusa, khi nào Oma ăn xong thì qua trạm xá Hanafusa sẽ kiểm tra tổng quát lại cho anh. Oma chỉ trích Akizama quá lo lắng cho anh nhưng cô đỏ mặt ngượng ngùng mà phản bác rằng tôi chỉ đang lo lắng với tư cách là thư ký của Kazuo. Cô bé Kuze bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Oma rồi chúc mừng anh vì đã giành chiến thắng trước Giai An. Cô đề nghị Oma hãy kết hôn với mình và cho rằng bản thân đủ 16 tuổi rồi nên chẳng sao cả. Về luật thì không sai nhưng thế thì vẫn hơi quá sớm họ bỗng nhận được thông báo vì lý do bảo vệ đấu trường nên giải đấu sẽ phải tạm hoãn. Setsuna Kijizu lúc này đây đang điên cuồng vì những lời nói của Tokita Niko. Sự cứu rỗi không phải là thứ ngươi nhận được từ người khác mà là thứ mà bản thân phải tự mang tới cho mình. Oma đang dùng bữa với Kazuo thì đột nhiên ngã đùng ra đất. Trước đây vì mưu sinh mà Oma lúc nhỏ đã chọc giận một băng đảng và bị chúng dồn vào đường cùng. Chính người đàn ông tên Niko đã xuất hiện và giải vây cho cậu. Quay trở lại hiện tại Oma đã được đưa tới phòng cấp cứu của bác sĩ Hana Fusa. Thuật vay mượn của Tokita Oma có được là nhờ khả năng làm chủ trái tim, nhiệt sinh ra từ việc đẩy mạnh dữ dội tuần hoàn máu sẽ được chuyển hóa thành năng lực vận động. Nó khiến cơ thể Oma chịu căng thẳng rất kinh khủng. Nếu như cậu ấy được điều trị và nghỉ ngơi thật đầy đủ thì có thể cậu ấy sẽ sống được. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là Oma sẽ không thể chiến đấu cho đến hế đời. Với người như cậu ấy điều đó còn tệ hơn cả cái chết. Cắt Haza hiện đã đánh mất quyền lực và kỷ nguyên cũ sắp sửa kết thúc. Từ giờ tập đoàn điện lực Tozo sẽ thống trị nền kinh tế Nhật Bản. Gakatsuki Takeshi sinh ra trong một gia đình giàu có 40 năm trước, lúc mới sinh ra anh ấy đã nặng tới 12 cân. Gấp 4 lần cân năng trung bình của trẻ sơ sinh, các bác sĩ lập tức mang đi khám và phát hiện mật độ sợi cơ của anh ấy gấp 5-2 lần người bình thường. Sức mạnh này được gọi là thể chất siêu nhân và hiếm tới mức mới chỉ ghi nhận một số ít trường hợp. Đối thủ của Julius Zenho chính là Takeshi, những cơ bắp phi thường của anh ta là nhờ những loại thuốc tốt nhất của Đức. Dù năng hơn 200 kg nhưng anh ta vẫn nhanh như vận động viên điền kinh hàng đầu cơ thể Julius biến thành bộ giáp bất khả xâm phạm có thể nghiền nát cả đá. Chưa kể anh ta còn có sức mạnh của siêu nhân, đại diện cho dược phẩm Fuzumi là mãnh hổ ga Katsuki Takeshi. Ở phía bên kia là Julius Zenhou đại diện cho tập đoàn điện lực Tozo. Trận đấu giữa chiến binh phương Tây và chiến binh từ đất nước mặt trời mọc chính thức được mở màn. Bố mẹ Takeshi đã gửi gắm con của họ cho tập đoàn dược Fuzumi trong nom. Đổi lại họ sẽ được phép tiến hành nghiên cứu cậu bé và thu thập dữ liệu. Takeshi khỏe tới mức có thể dễ dàng bóp nát tay cầm làm bằng titan. Nếu cứ tiếp tục phát triển thế này Takeshi sẽ không thể có cuộc sống bình thường. Hay Hachi xin phép bác mình được vào nói chuyện với Takeshi khi đó, cậu yêu cầu Takeshi hãy đấm mình mạnh nhất có thể. Kết quả của hành động mạo hiểm này chính là việc Hay Hachi đã bị đánh văng xa tới vài chục mét. Thế là Hay Hachi đã mất thêm một năm nữa để học xong đại học, sau đó cậu tiếp quản và trở thành giám đốc điều hành của dược phẩm Fuzumi. Từ lúc đó Heihachi luôn ở bên Takeshi và cậu ta đã học được cách kiểm soát sức mạnh của mình. Takeshi lúc này không thể ngừng run rẩy bởi Kano Azito có nói tới hai đấu sĩ nổi trội hơn. Cậu đoán một người là Kuze Zai An và người kia là gã Julius Zenho này đây. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy có thể bị lép vế. Sau hiệu lệnh của trọng tài hai đấu sĩ dương cú đấm về phía đối thủ, hai bên quả nhiên là ngang tài ngang sức không ai chịu ai. Cao Lan cho rằng Takeshi là một đấu sĩ tuyệt vời nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Julius sẽ thắng. Takeshi xông đến đấm một phát vào cơ bụng như đá tảng của Julius. Tên Julius như một cỗ xe tăng xông thẳng đến tông Takeshi vào bức tường phía sau. Cậu giáng một đấm lên mặt khiến hắn buộc phải lùi lại. Takeshi bồi liên hoàn đấm nhưng Julius với một cái tát đã xua được Takeshi ra xa. Hai đấu sĩ sáp lại và nhìn nhau một lúc rồi lại chuyển qua đọ sức bền bằng cách giã liên tục vào đối phương mà chẳng thèm phòng thủ. Cả khán đài run lên vì kinh ngạc. Đây đúng là cuộc phô diễn cơ bắp sắt thép không ai chùn bước cả. Gakatsuki nhìn hơn về số đòn tung ra tuy nhiên ớt lại thủ quá chắc. Chỉ còn một cách để Takeshi lật ngược thế cờ đó là sử dụng bộc phá tâm. Nó đúng ra là vũ khí bí mật của cậu để đánh bại lại nanh vuốt của Metsudo, giống như một chiếc lò xo bị nén tới cực hạn. Takeshi nén tất cả các cơ trong cơ thể về một điểm duy nhất rồi bung ra một lúc. Buộc phải sử dụng tới bộc phá tâm cũng có nghĩa là đối thủ của cậu ta quá mạnh nên Takeshi không còn cách nào khác. ớt lúc này đây đang bị đẩy lùi sau đòn bộc phá tâm của Takeshi hắn cố gắng khiến đối phương mất thăng bằng rồi quăng đi. Takeshi lúc này đã bị chấn thương ở mắt cá chân, cậu vẫn cảm nhận được áp lực tỏa ra từ Julius. Tuy nhiên để có cơ hội đấu với nanh vuốt của Metsudo Kano Azito cậu sẵn sàng trả bất cứ giá nào, lại một cú bộc phá tâm được dáng vào cơ bụng của Julius. Hắn ta bất chợt lao tới ôm chặt lấy Takeshi. Thì ra Julius đã phát hiện ra tầm đánh hiệu quả của chiêu thức này, có lẽ nó ngắn hơn hai nắm đấm so với cú đấm bình thường. Chính vì thế nên Takeshi không thể đánh trúng vào chỗ hiểm của hắn ta. Julius để mạnh hơn hắn đã nghiên cứu sinh lý học thể thao, y học thể thao, tâm lý học và thậm chí cả vật lý. Với trí thông minh cùng sức mạnh siêu phàm hắn có thể tức khắc ứng phó với mọi tình huống. Takeshi hiện đang trong tình cảnh khó khăn với tiếng xương gãy răng rắc vang vọng khắp đấu trường. Julius chợt nhận ra Takeshi đang co mình lại, cậu bất ngờ sử dụng bộc phá tâm và bung người thoát khỏi sự kìm cặp của Julius. Julius chụp lấy đầu cậu rồi nhấn mạnh vào tường sàn đấu và lôi đi một vòng sau đó quăng ra xa hắn xong đến đấm một cú trực diện khiến mặt đất vỡ tung takeshi đang mất ý thức dần sau khi trải qua những đòn tấn công dồn dập chính vào lúc này anh chợt nhớ lại ông chú hay hachi và mesudo anh sử dụng bộc phá tâm và trực tiếp sút ngang mặt julius anh ta dương đông kích tây bằng bộc phá tâm rồi tung cú đá ở cự ly gần trận đấu sau đó kết thúc với phần thẳng thuộc về takeshi hay có sẵn ra giả để đắp cho takeshi nhưng vấn đề là ở mắt cá chân của cậu có vẻ sau chặn rồi nó còn tệ hơn hơn nữa cậu cũng không thể dùng đòn bộc phá tâm để làm át chủ bài bởi các đấu sĩ khác đã thấy chiêu thức này sau vòng một xe bazasi đã chiếm trọn cảm tình của khán giả ai cũng nóng lòng xem ông đô vật chuyên nghiệp này sẽ làm gì tiếp theo tuy nhiên đối thủ là mute ba lại không dễ dàng bị đánh bại vòng thứ hai nhánh b là cuộc đấu giữa kẻ diệt chủng mute ba Zizenga, đại diện cho công nghiệp nặng izomi hắn chính là lính đánh thuê mạnh nhất châu phi trong một vụ cướp biển đánh chiếm kiện hàng của togo amaji cô đã thua mute ba lấy lại số hàng này hắn đã giết hết bọn cướp biển có vũ trang trong chưa đầy 2 phút. À cũng đã bắt Shikano phải hứa trong trận đấu này, bên nào thua thì phải phục tùng bên thắng. Thế mạnh của Seki Bajashi chính là chiến đấu theo lối vật chuyên nghiệp, tuy nhiên đó cũng là điểm yếu của anh ấy. Đột nhiên đấu trường nhận được thông báo khẩn rằng Gandai đang tận dụng quyền sử dụng đấu sĩ dự bị, bắt đầu từ vòng này. Họ sẽ đổi đấu sĩ dự bị là Seki siêu đẳng, tên đô vật gớm ghiếc được Seki Bajashi chun triệu hồi từ địa ngục. Hắn chỉ thi đấu một năm nhưng đã tạo ảnh hưởng vô cùng lớn, Hai năm trước hắn đã đấu với vị thánh đấu vật chuyên nghiệp Kazugo Kuzachi trong trận đấu tử thần 10.000 ống huỳnh quang huyền thoại. Ai cũng tưởng sau trận đó Seki đã trở về địa ngục, Mute Ba nói rằng hắn cũng chẳng ngại đấu kiểu vật chuyên nghiệp cho lắm. Cơ mà ở một nơi thế này thì lại không phù hợp lắm với hắn ta. Sau khi trong tài vừa ra hiệu, Mute Ba đã ra đòn phủ đầu tấn công đối phương. Tuy nhiên đòn móc mắt của hắn đã không thành công khi chúng chỉ chọc được vào phần da dưới bọng mắt của Seki. Seki sử dụng cú chặt mông cổ bắt Mute Ba phải cúi xuống, tiếp theo đó anh bồi đòn nghịch tay ngang và lên hoàn đấm đấm và chặt seki cứ thế tấn công liên tục những cú đấm này dựa vào sức mạnh và lực cánh tay rất khác các cú đấm trong võ chúng sẽ khiến ta mất thăng bằng nên đỡ chúng lại càng thêm khó vóc dáng của tay ba là chưa đủ lớn để giữ thăng bằng khi bị seki đánh bại tay ba bị seki ôm chặt lấy rồi thực hiện cú vật dập đầu tuy nhiên tay ba đã kịp dùng tay đỡ kháng lực bằng cách nhấn nó trên mặt đất hắn sau đó thoát được khỏi thế kìm kẹp của seki nhưng lại bị anh chọc hai ngón tay cái vào lỗ tai Cú đập này đã khiến cho Mute Ba bị thủng màng nhĩ tai phải, tuy hơi bị nhiễu một chút nhưng hắn vẫn còn tay trái và tự tin là mình có thể chiến đấu. Khi xác định được Seki đã vào phạm vi tấn công Mute Ba gạt chân phải khiến ông phải lùi lại. Hắn sau đó xông vào bồi liên hoàn đám và đá, Mute Ba biết rõ rằng Seki sẽ không bao giờ né. Takeshi nhận ra Mute Ba thích ứng với trận đấu cực nhanh. Đầu gối của Seki cuối cùng cũng đã bị nứt sau cú đá cẩu Mute ba. Mute ba gạt chân và bồi một đấm ngay mặt Seki nhưng ông đã kịp thời chặn đòn móc mắt lần thứ hai trong trận đấu này. mute ba liên tục giã thùng thục vào bụng Seki và mặt ông để rồi bị phản đòn. Cuối cùng sau nỗ lực của Mutaba ba nhằm chọc mắt Seki không thành công, hắn đã bị ông phế nốt bên tay trái còn lại. Seki nắm lấy tay của Mute ba rồi đấm thẳng mặt và nhảy đè lên người hắn sau khi Mute ba gục ngã. Ông bồi thêm một cú vật lộn qua đầu khiến mute ba lảo đảo, hắn hiện giờ đã hoàn toàn mất đi phương hướng và không còn nghe thấy được gì nữa. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Seki tưởng chừng như nắm chắc được phần thắng và chuẩn bị lao tới kết liễu Mute 3 thì hắn bất ngờ thọc hai ngón tay vào màng nhĩ ông. Hắn sau đó tung ra một đấm nhắm vào vùng thượng vị khiến cho xe Seki phải ọc máu mồm. Đòn đánh đi qua ra qua cơ và khung xương sườn rồi xuyên thẳng qua tìm. Tuy chỉ cần dùng rất ít lực nhưng sung chấn đủ khiến tim ngừng đập dẫn tới tử vong. Xe Seki đã lao thẳng vào bẫy kẻ địch. Hóa ra vì thế mà ngay từ vòng một hắn đã nhăm nhăm chơi móc mắt. Tuy nhiên ngay khi Mute ba vừa quay mặt đi thì Seki bất ngờ lồng cồm bò dậy, Ông Lê từng bước chậm rãi về phía Muteba, Thở nhỏ Seki đã không nhìn thấy mặt cha mẹ, đến lúc nhận thức thì ông đã sống với bà. Ông làm nhiều việc xấu và chẳng còn gì để mất. Chính đấu vật chuyên nghiệp đã thay đổi ông, tên thật của ông là Seki Bazasi Chunpe. Ông tham gia hội đấu vật nhà nghề Nhật Bản năm 15 tuổi. Ngay ngày đầu tiên Seki đã bị cho ăn nhiều đòn, lần đầu tiên trong đời ông cảm nhận được thất bại và được huấn luyện viên nhận rèn luyện trở thành đấu vật chuyên nghiệp. Chunpe đã tập luyện điên cuồng hàng ngày, thậm chí cả khi huấn luyện viên qua đời cậu cũng không ngừng tập. Mu Te Ba nhận ra đây không phải là kinh sợ mà là ngưỡng mộ, hắn quyết định dùng đòn móc mắt chơi tới cùng nhưng lại bị Se Ki tóm được và quật xuống đất. Mu Te Ba toan bật dậy thì nhận ra Se Ki đã bất tỉnh trong tư thế đứng lúc nào không hay. Như một cách kết thúc trận đấu và tri ân kẻ địch mạnh, hắn đã thực hiện đòn vật qua lưng đối với Chun Pe. Se Ki Ba Ra Si tuy đã thua nhưng lại nhận được những tiếng vỗ tay và hô hào không ngớt từ mọi người. Vòng hai nhánh si là trận đấu giữa sát thủ máu lửa từ Myanmar, Jojo Zuka đối thủ của hắn là mật hội ám sát quyền bí hiểm đã tồn tại suốt 1.200 năm lịch sử, lôi thần Mikazuchi dây. Ám sát quyền trưởng môn lôi ý phái Mikazuchi dây đối với anh ta giết chóc chẳng có là gì. Giết người chỉ là thường ngày mà đã là thường ngày thì không có chỗ cho do dự và thương hại. Đúng ra tới hôm nay dây vẫn sẽ lặng lẽ giết người. Tuy nhiên khi gặp được mục tiêu ám sát lần này của mình là Gino thì dây đã xa vào lưới tình. Dây đã nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Gino. Chừng nào còn đi giết người anh ta sẽ không bao giờ được ở bên cô. Vì lẽ đó anh đã quyết định sẽ giải tán sát thủ quyền lôi ý phái và lập ra lôi ý phái mới. Anh sau đó đã nhờ Gino sắp xếp cho mình một trận ken gan sớm nhất có thể. Sau Pa In là đấu sĩ 30 tuổi đến từ Myanmar, anh là con trai của Papa In võ sĩ nổi tiếng từ nhiều thập kỷ trước. Anh trai anh cũng là một đấu sĩ cử khôi ne Win Pa In người đột ngột qua đời 2 năm trước. Anh là cư dân sống tại thôn Bình Mình ở Kijusu. Vì người dân Myanmar không dùng họ nên anh lấy luôn họ của trưởng thôn cho tiện. Bai In mang trong mình tuyệt chiêu mạnh nhất của môn Let's Way là húc đầu, anh thắng 8 trên 18 trận trước đây với tuyệt chiêu này. Ngược lại khả năng của Mikazuchi vẫn là một ẩn số bởi chưa có dữ liệu nào về phong cách hay kỹ thuật chiến đấu của anh ấy. 5 năm trước anh trai của So là Ne In có đến gặp trưởng làng. Anh ta thắng trận này tới trận khác với sức mạnh của một hung thần nhưng không chịu nghe lời khuyên của trưởng làng là phải thư thư lại. Sau trận đấu gần nhất thì anh ta đã gục xuống và không tỉnh lại được nữa. Mãi sau này ông mới biết dân làng ở đây trong đó có cả anh em cậu ấy bị đuổi khỏi làng của Ne Win để được ở lại dân làng đã phải trả một khoản tiền cắt cổ. Vì lẽ đó mà So Pai In quyết định sẽ thế chỗ anh trai mình tiếp tục chiến đấu. Ngay khi trọng tài vừa ra hiệu lệnh Mikazuchi đã xông tới đánh phủ đầu Pai In. Pai In xoay người tung cú đá nhưng Mikazuchi đã kịp thời né đòn được. Mikazuchi sử dụng ảo bộ pháp tạo ra vô số ảo ảnh vây lấy Pai In. Những chuyển động dị thường với tốc độ biến đổi để tung ra đòn đánh nhanh nhất của lôi ý phái. Lôi thiểm. Tuy nhiên, Bai In chỉ cố tình nhận đòn để phản công. Vai In cuộn người lại để giảm sơ hở từ chính diện, hạn chế hướng đánh mà đối phương có thể tấn công. Tuy nhiên với tư thế đó, cuộc sống lại đầy sơ hở. Sau một hồi cố tình nhận đòn đau về phía mình, Vi In phản công bằng thiết phủ miến điện khiến mặt đất nứt toác ra. Các chiêu thức của Lôi ý phải chủ yếu dùng để ám sát. Nói cách khác, họ dùng vũ khí để tiêu diệt kẻ thù với số đòn tối thiểu. Tuy nhiên kỹ thuật sát thủ quá tập trung vào giết hại mà xem nhẹ cách hạ gục kẻ thù. Năm 1588 sắc lệnh tịch thu toàn bộ gươm kiếm được ban hành, chỉ có samu dai mới được phép sử dụng gươm kiếm. Do vậy các sát thủ cần đến các phương pháp ám sát mới. Có hai phương pháp chính một là giết mục tiêu bằng một vật dụng nhì không giống vũ khí hay còn gọi là ám khí, hai là sử dụng chính bàn tay mình để kết liễu mục tiêu. Mikazuchi thay đổi thế tay quyền tùy vào vị trí bề mặt tấn công nhằm gây ra được nhiều sát thương nhất có thể lên đối thủ. Tuy nhiên Pai-In chỉ với hai đòn đã khiến xương tay của anh bị giãn nứt. Mikazuchi lúc này đang phải thủ thế trước các đòn liên hoàn của paiin sau một hồi vờn nhau Pai In đã thành công tóm được Mikazuchi để giáng đòn thiết phủ miến điện thứ hai. Tuy nhiên giây phút sau đó Pai In lại bất ngờ đổ máu trước đòn tấn công và lục phủ ngũ tạng của Mikazuchi. Pai In dù nhận nhiều đòn đau nhưng nghĩ tới ngôi làng và những người dân hiền lành cậu lại không muốn từ bỏ chút nào. Cuối cùng đòn thứ hai vào hàm của Pai In đã được Mikazuchi đánh trúng. Anh gục ngã và mất đi khả năng chiến đấu. Tuy đã giành phần thắng nhưng Mikazuchi lại không cảm thấy vui chút nào bởi cậu không ngờ có người lại trụ được lâu như thế này trước lôi ý phái của cậu. Trận đấu tiếp theo đại diện cho tập đoàn giáo dục cô Âu là Mỹ thú Kizu Setsuna, đối thủ của Setsuna kẻ đại diện cho Moto Head Moto Ma Thương Kuzoki Gensai. Kuzoki Gensai nhận ra hồ ảnh phái của Setsuna giống hệt với chiêu của bạn ông ta là Genzan Taiza. Người đó trước đây đã bị một đồ đệ giết chết nên Kuzoki ngờ vực phải chăng chính là Setsuna đã giết sư phụ mình. Ông nói mình tới đây là để trả thù cho bạn. Sau khi trọng tài ra hiệu, Setsuna xông tới ra đòn chặt tay nhưng Kuzoki đã đỡ được nó. Setsuna tiếp tục sử dụng hồ ảnh pháp là thuấn để ẩn mình rồi tấn công từ tứ phía. Kuzuki nhắm mắt và cảm nhận vị trí của hắn rồi liên tục chặn đòn hết lần này tới lần khác. Chiêu thuấn của Setsuna tận dụng điểm mù tầm nhìn của đối thủ. Bằng cách khớp chuyển động với những lần đối thủ chớp mắt mà nó gây ảo giác như thể họ biến mất ngay trước mắt đối thủ. Kazate toàn lực cũng có một kỹ thuật tương tự như thế. Kuzoki đã biết thừa mánh này rồi nên nó hoàn toàn không có hiệu quả với ông ta. Hồ ảnh phái không hề có lịch sử mặc dù tồn tại được 400 năm thực tế là các môn đệ đã chết sau cuộc chiến tranh vừa rồi và các bí kíp cũng đã bị thất truyền là hậu duệ của gia tộc gen gian ra đã tổng hợp nhiều cổ thư nhằm gây dựng lại các chiêu thức tuy nhiên hiện giờ chỉ còn hai chiêu là dùng được một là thuấn chiêu thức di chuyển lợi dụng khi đối phương chớp mắt hai là la sát trưởng setsuna sử dụng nó và khiến cho tay phải đỡ đòn của kuzoki phải chảy máu ông nhận ra mình cần phải dè chừng với la sát trưởng này chỉ cần chặn đòn sai cách là sẽ mất mạng như chơi lúc này đây Kuzuki vẫn chặn hết các đòn tấn công mà không hề rời một bước khỏi vị trí ban đầu. Phiên bản la sát trưởng của Setsuna phải di chuyển rộng hơn so với nguyên bản của Genjan để có sát thương lớn hơn. Nghĩa là chiêu này của hắn sẽ phát huy toàn bộ hiệu quả khi kết hợp với thuấn. Tuy nhiên Kuzuki đã sớm nhìn thấu thuấn của hắn nên ông tự tin rằng các đòn tấn công này sẽ không làm được gì mình cả. Chỉ bằng một tay ông dễ dàng chặn đứng la sát trưởng và phản đòn lại. Tuy nhiên Setsuna đã mượn tay cầm của Kuzuki để hất văng ông ra sau. Setsuna nhận ra hồ ảnh phái vô tác dụng nên đã đổi cách đánh. Setsuna vào năm 11 tuổi đã bị bắt nhốt tại xào huyệt đường dây buôn bán nội tạng ở nội khu. Chính bố cậu đã thuê người làm vậy. Bố Setsuna lâm phải trọng bệnh nên ông ta đã nhờ một cô gái bán dâm nhận khoản tiền lớn để sinh con hộ. Vậy là cậu được sinh ra để làm kho nội tạng cho bố mình. Cho tới năm 11 tuổi thì Oma đã xuất hiện và giải cứu Setsuna. Trong mắt cậu lúc đó Oma hệt như một vị thần cứu tinh sau khi giết bố mình và sử dụng tiền và mối quan hệ của ông ta, hai năm trời sau đó Setsuna cuối cùng cũng tìm thấy vị thần của mình. Tuy nhiên khi thấy Oma đang bị sư phụ mình là Nico của mắng, Setsuna đã căm phẫn vì cho rằng Nico đang vấy bẩn vị thần mà hắn tôn sùng. Vì lẽ đó hắn đã tìm đến Gensai để xin theo học. Kuzuki nhận ra Setsuna đang sử dụng la hán trưởng bằng lòng bàn chân. Hắn xoay người sút đất cát về phía ông rồi đánh gãy xương sườn trái của Kuzuki, dùng chân tung ra la sát trưởng để di chuyển để dương đông kích tây rồi tiếp thuấn cách ra chiêu cũng giống của nico phái nữa kuzuki nhận xét rằng setsuna rất mạnh nhưng hắn đã trở nên loạn trí và chẳng thể nào trở lại bình thường nữa setsuna chuyển sang một bộ dạng còn điên cuồng hơn nữa kuzuki thì tràn ngập nỗi phẫn nộ muốn được trả thù trận đấu lúc này đang dần đi đến hồi kết setsuna dùng chân tung la sát trưởng để di chuyển thật nhanh đây là lần đầu tiên hắn dùng chiêu này trong một trận đấu hắn không ngừng hoàn thiện chiêu thức tuy nhiên kuzuki đã chiếm thế thượng phong khi chặn được đòn tấn công của setsuna cây thương bằng ngón tay của ông cuối cùng cũng đâm xuyên xoắn ốc bàn tay Setsuna. Hắn vẩy máu vào mặt Kuzuki và tung cú đá xoáy nhưng ông kịp né bằng cách nhảy lên không trung. Setsuna dùng la sát trưởng để phá hỏng sàn đấu khiến Kuzoki khi vừa mới đáp đất bị mất thăng bằng. Ngược rồi đến đám rối dương, Kuzuki đang tấn công thì cảm thấy có gì đó bất thường nên đã ngừng tấn công. Chỉ có một lý do duy nhất khiến Setsuna tiếp tục tiến bước đó là vì hình bóng ô ma lý tưởng mà hắn vẽ lên. Setsuna sử dụng chân tung la sát trưởng ở tốc độ cao để làm rối mắt Kuzoki. Setsuna kết hợp hồ ảnh phái và Nico phái rồi tấn công Kuzoki như vũ bão nhưng ông ta dễ dàng né tránh được các đòn tấn công. Kuzoki cuối cùng cũng dính chiêu sau khi Setsuna đổi trình tự tấn công. Tuy nhiên Setsuna đã bị Kuzoki sử dụng tay phải đã bị thương của mình để tấn công khiến Setsuna không kịp trở tay. Lúc này Setsuna đã bị đục thủng một lỗ trên ngực. La sát trưởng dồn lực ở lưng vai và cánh tay trên nhờ xoay cẳng tay chiêu thức này biến toàn bộ lực đó thành một lực xoắn lớn khi sử dụng ở cự ly gần thì lực xoay cẳng tay là không đủ nên lực tấn công chỉ còn một nửa Setsuna dồn toàn lực vào đầu ngón tay và phóng vào đầu Kuzoki nhưng ông đã rút tay phải ra khỏi ngực để đỡ đòn tấn công. Kuzuki sử dụng ma thương trực tiếp đẩy bay Setsuna ra xa vài thước. Trước khi ngất xỉu đi hắn vẫn mỉm cười rạng rỡ cho rằng đây là một phép thử của Oma. Chính vào lúc ma thương đâm vào ngực Setsuna thì hắn đã vận la sát trưởng vào tim mình. Hắn đã giảm lực để tim chỉ bị đổi vị trí chứ không hư tổn. Kuzuki là người giành chiến thắng nhưng vẫn không kết liễu được Setsuna. Ông cho rằng Genzan rất chăm lo đến các đồ đệ của mình cho nên thật áy náy nếu ông xuống tay với đệ tử của người bạn mình. Hiện tại Oma vẫn chưa hồi tỉnh và mai là cậu ta phải đấu trận đầu tiên rồi. Kazuo không nỡ để cậu trai trẻ mạo hiểm tính mạng nhưng lại do dự khi muốn hủy trận đấu của Oma. Đại diện cho tập đoàn Nazi là Phù Vân Hatsumi đối thủ của anh ta là Bando Zohei đại diện cho Chuo Communication. Bác sĩ Hana Fusa hoảng hốt khi biết được Bando Johei vẫn còn sống để mà tham gia vòng đấu này. Tuy không dám chắc nhưng Hana Fusa cho rằng chỉ có một công ty xử lý được loại virus đó thôi. Fuzumi hachi nói rằng ông ta làm trong ngành được nên sẽ cứu bất cứ ai cần được giúp đỡ. Hatsumi nhận ra Bando là đối thủ khó sơ nhất mà ông phải đối đầu. Sau hiệu lệnh của trọng tài Hatsumi trực tiếp lao thẳng tới Bando, Bando bỗng thủ thế giơ tay lên cao buộc Hatsumi liên tục chạy tới chạy lùi tìm cơ hội để tấn công. Bando vòng tay ra sau lưng và vung mạnh xuống đầu Hatsumi. Tuy nhiên trong một tình huống bất ngờ anh đã dùng chiêu móc mắt tấn công hắn và lấy đi con mắt trái. Mắt trái đỏ ngầu nhưng vẫn chưa hề hấn gì, liên tục có những gì đó nổ trên đường di chuyển của Ban Bando liên tục vung tay tấn công khiến cho đất bị bắn lên tung tóe. Điều đầu tiên Hatsumi nhận thấy là không có các vết thương do tự vệ. Trên người các nạn nhân bị Bando sát hại không ai có thương tích do tự vệ cả. Các nạn nhân của Bando đều không đề phòng khi bị sát hại. Tuy nhiên theo lời khai của một người còn sống sót thì Bando tấn công trực diện các nạn nhân. Hatsumi để ý tới hồ sơ các lần tử hình Bando. Bando vẫn sống sau 4 năm làn tử hình, cả hai vai Bando đều bị rách và bị viêm khớp, khớp vai phải bị rách bên trong. Hatsumi hiểu rằng Bando đã tự làm chật khớp để tiếp cận Hatsumi. Bando nhận ra Hatsumi đang nhảy qua nhảy lại lung tung là để xem tay hắn có thể vươn xa tới đâu. Mặc dù đòn quất tay của Bando cuối cùng cũng trúng đầu Hatsumi nhưng anh ta đã xoay lộn người và đứng vững một lần nữa. Hatsumi đã thả lòng toàn thân ngay vào lúc dính đòn để giảm thiểu tác động. Anh lại tiếp tục chạy lăng xăng quanh Bando. Hatsumi vòng ra sau và thành công túm được Bando, tuy nhiên hắn đã lột phăng tấm áo buộc Hatsumi phải lùi lại. Bando tiếp tục vung cây roi bằng tay quất tới tấp về phía Hatsumi. Bando đang tận hưởng chuyến đi săn và cứ đứng một chỗ vườn con mồi của mình cho tới khi Hatsumi mệt lả. Hatsumi cũng đã biết Bando định làm gì cho nên anh ấy lao lại ngay tới lưỡi hái tử thần. Mọi thứ đều đúng theo tính toán của Bando khi hắn đã đánh trúng Hatsumi. Tuy nhiên cánh tay ra đòn lúc này đã bị bẻ gãy, thì ra Hatsumi cố tình nhận đòn là để ghi khớp xương vay hoặc hủy tay xuống. Đối với những người lỏng khớp như Bando thì nó không có tác dụng cho nên Hatsumi thực hiện động tác đó với xương thay vì khớp. Hatsumi ra đòn Akido kết liễu bách hội đầu trực tiếp rộng đầu của Bando cắm thẳng xuống đất, phần thắng sau đó thuộc về Hatsumi. Trong khi đó, tập đoàn Yamashita đã quyết định sẽ rút khỏi giải đấu vì tương lai của cậu. Trong trận đấu tiếp theo đại diện của ngân hàng Dai Nippon là nanh vuốt Mesudo Kano Azito đối đầu với hắn là cao lan gong sa đấu sĩ đại diện thương mại gia du đây là trận đấu ken gan đầu tiên của cao lan tuy nhiên trước đó anh đã đấu hàng trăm trận và đả bại hàng ngàn kẻ địch anh là đấu sĩ mu ai thái mạnh nhất thế giới sau hiệu lệnh của trọng tài cao lan vào thế tấn kiểu hitman như thường lệ cano cũng vào thế tấn y hệt như cao lan sau khi trao đổi chiêu thức với nhau để làm nóng cơ thể hai bên giờ từ từ đi quanh sàn đấu và thăm dò đối phương takeshi nhận ra nếu cứ đấm bốc tầm xa thế này thì cao lan sẽ gặp bất lợi nanh vuốt có sải tay dài hơn nhiều Cao Lan sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu đánh áp sát, chắc chắn Cao Lan cũng đã nhận ra điều đó. Những cú đấm của hai người họ nhanh và đầy uy lực tới mức tạo thành tiếng xé gió vun vút bên tai trọng tài. Ajito độc được đòn đánh của Cao Lan và dễ dàng né tránh nó. Ngay khoảnh khắc Cao Lan để lộ sơ hở khi đấm trượt xuống dưới, Cano đã tung một đấm trực diện vào mặt anh. Cao Lan bỗng nhiên xoay nhẹ vai để né cú đấm rồi áp sát và trả lại một đấm vào mặt Cano, cao lan liên tiếp bồi những đòn tấn công mạnh mẽ lên mặt của cano khiến hắn không sao kịp trở tay cano sau đó buộc phải xoay người để phân tán lực tác động mặc dù đã kịp trúng đòn nhưng cano vẫn kịp trở về thế tấn như thường lệ cano xông tới và tung một cú đấm móc vào vùng thượng vị của cao lan nhưng anh ta đã kịp chặn nó lại hai bên liên tục ăn miếng trả miếng không ai nhường ai khán giả đã bắt đầu nhận ra họ vẫn chỉ đang đấm bốc mà thôi mọi kỹ thuật của cano hiện đã bị khóa và hắn chỉ còn đấm bốc để xài cano rất muốn tung cú đá tuy nhiên ngay lập tức cao lan đã di chuyển qua bên sườn hắn ta và ngăn không cho đá ngay khoảnh khắc này nanh vuốt chỉ còn mỗi lựa chọn là đấm thẳng để rồi nhận đòn trực tiếp từ cao lan cano đang tràn ngập vui sướng vào lúc này bởi đây là lần đầu hắn bị kiềm tỏa như này hắn gạt được một cú đấm móc của cao lan rồi vật anh xuống đất cao lan bỗng thay đổi thế đánh như môn võ Sistema. đây là một môn võ quân sự của nga có tính thực dụng cao nhằm ứng phó với các tình huống khác nhau động tác của cano nhìn thì giống Sistema nhưng thực ra lại khác hắn ta đang sử dụng môn võ tự chế để thiết kế riêng nhằm chống lại cao lan ngay khi cao lan đấm trượt qua bụng hắn cano đã nhanh chóng lách người và vật anh xuống đất hắn dễ dàng né tránh các cú đấm của cao lan rồi chặn đòn sau đó gạt chân anh ta cao lan nói rằng không chỉ mua ai thái đã tới lúc anh sẽ phô diễn những thứ còn ghê gớm hơn thế cho cano thưởng thức khán giả nhanh chóng nhận ra cao lan không hề sử dụng mua ai thái bởi lẽ trong mua ai thái những cú đấm là không quá quan trọng đó là vì các cú đấm hầu như không được tính điểm trong các trận đấu mua ai thái do đó những cú cùi trỏ lên gối và tung người đá được dùng nhiều hơn. Kỹ thuật chiến đấu võ của Cao Lan hình thành từ thời lên năm, khi ra mu ra thứ 12 vị vua đời trước phát hiện ra tài năng của anh, kể từ đó Cao Lan đã tập mu ai thái hơn 20 năm. Nhờ tài năng vô song và sự chăm chỉ không ai bì kịp Cao Lan đã trở thành võ sĩ mu ai thái mạnh nhất lịch sử. Tuy nhiên Cao Lan nhận thấy mu ai thái có một điểm yếu, nó coi nhẹ các cú đấm, nếu là trong thực chiến thì Cao Lan quyết định chuyển sang đấm boxing để khắc phục nhược điểm này, Cao Lan có ưu thế về các đòn đấm cậu đang tính phế tay chân hắn nên cano buộc phải thủ thế tuy nhiên cano đã rất danh mãnh khi siết cơ lại để giảm tác động lên cánh tay rồi phản đòn ngược lại cao lan dù nanh vuốt đã thi triển bất hoại nhưng hắn vẫn không thể vô hiệu hoàn toàn các đòn tấn công của cao lan thương tích trồng chất đã khiến đòn đánh của cano bị giảm đáng kể tuy vậy tình trạng cao lan rất tệ vì bị dính vết thương ở hàm trái khiến cho khả năng giữ thăng bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng cao lan đấm trúng cùi trỏ của cano và vô tình tự làm gãy xương ngón tay mình ngay khoảnh khắc cao lan vung nắm đấm hút thì cano đã lập tức chuyển đổi giữa đà ném khóa và nắm đây là kỹ thuật được sử dụng bởi okubo nao ra đối thủ của cano tại vòng đầu tiên cano đã học ngay được cách sử dụng kỹ thuật đó cao lan sau đó đã nằm bất tỉnh hoàn toàn và bị trọng tài xử thua phần thắng thuộc về cano azito nanh vuốt của mesudo cano đã phải ra đòn bất ngờ rồi dùng đòn gió mà vẫn may lắm mới thắng hắn tự chất vấn bản thân liệu có xứng đáng với danh hiệu nanh vuốt của mesudo hay không Cả khi Cao Lan đã bị nứt xương bàn tay phải thì anh ta vẫn tiếp tục ra đòn như thể không biết mình bị thương vậy. Cho đến tận hôm nay Cano luôn thắng nhờ năng lực phi thường của mình nhưng để thắng được Cao Lan, cậu ta phải dùng chút mưu mô, hiện tại cậu ta đang coi việc mình vừa làm là một sự hèn nhát. Kazuo quyết định sẽ thay mặt tập đoàn Yamashita rút lui khỏi giải đấu bởi ông chẳng có lý do gì để tham gia giải đấu này nữa. Từ hồi quen được Oma cách đây vài tháng ông đã cảm thấy rất vui và Oma đã cho ông rất nhiều thứ. Hội trưởng Kata Haza cho mời các chủ tịch tập đoàn tới đại sảnh để phát biểu về lịch trình giải đấu mới. Tuy nhiên mục đích thật sự là để Hazami thông báo về việc đảo chính, đồng thời lập lên một hiệp hội Kengan mới cho riêng mình. Tập 11, Hazami Katsumasa, chủ tịch tập đoàn điện lực Tojo, là một người đàn ông tích cực làm việc âm thầm vào thời Nhật Bản tái thiết sau chiến tranh. Ông thành lập một công ty điện lực rồi trở thành một trong những người quyền lực nhất cả nước. Cùng với Kata Hazametsudo và Kuze Ezio, ông đứng ra điều hành thế giới ngầm ông không thích việc bạn lâu năm của mình metsudo là người nắm quyền kiểm soát nên đã lên kế hoạch lật đổ này ngay từ đầu vệ binh đoàn của lão hiện đã bao vây toàn bộ hòn đảo này hắn đưa ra hai lời đề nghị một là hàng phục hắn và gia nhập hiệp hội kengan mới hoặc là hai tan biến sau vụ nổ sắp xảy ra ngay trong tòa nhà này hazami đe dọa matsudo nếu không từ chức và hủy giải đấu kengan thì ông ta sẽ cho nổ sân đấu kengan kéo theo toàn bộ thành viên hiệp hội kengan và các nguyên thủ trở về quá khứ một chút oma khi ấy còn đang là một thiếu niên trẻ tuổi sau khi đánh bại một tên côn đồ sống trong khu ổ chuột, sư phụ cậu đã dẫn Oma tới khu rừng Gakigahaza ra cách 100 cây về phía tây nội khu. Bao quanh khu rừng Gakigahaza này là một vùng từ trường rất mạnh, dù rừng rộng lớn và đất đai màu mỡ không động vật nào sống ở đây được. Oma bị Nico yêu cầu phải đeo mấy cái tạ tay và chân vào khi tập, mỗi cái mang sức nặng khoảng 10-11 kg, tổng cộng là khoảng 40 kg. Nico yêu cầu Oma phải đánh nhau với ông cho tới khi cậu có thể chạm vào được Nico một cái nếu không làm được thì không tính là đã tập xong và cậu sẽ không được tháo tạ kết thúc ngày tập luyện đầu tiên oma bị nico đánh cho tới xây sẩm mặt mày đêm hôm đó sau một hồi chật vật vì đau đớn cậu quyết định đi tìm thức ăn và chữa trị rồi đánh một giấc tới sáng tuy nhiên ông thầy điên lại quay trở lại và yêu cầu cậu xuống tấn để tập đầu tiếp ngày tu luyện thứ hai bắt đầu cũng như ngày đầu tiên oma thoi thóp dưới chân nico nói đúng hơn là vì các thương tích từ ngày đầu tu luyện động tác của cậu đã chậm chạp đi đáng kể ngày thứ hai cũng kết thúc mà chẳng có tiến triển gì Tối đó Oma lồng cồm bò dậy và đi tìm những món ăn có sẵn. Cậu dần thích nghi với môi trường ở rừng Gaki Haza. Những ngày tiếp theo cơ thể cậu chất chồng thương tích và bắt đầu phản ứng với tình trạng bất thường này. Não cậu tiết ra endorphin còn mạnh hơn morphine tới 5-6 lần. Do vậy cậu đã có thể cử động nhanh nhẹn như lúc bình thường, cứ như mọi giới hạn đã được gỡ bỏ. Lúc này các chủ tịch khác đều từ chối lời mời gia nhập của Hazami. 50 thành viên giỏi nhất của gia tộc Kuha đã có mặt để đối chọi lại đám vệ sĩ đoàn, tập 12. Tên vệ binh đoàn Kito-Gunchi rút thanh katana đe dọa lấy đầu của Mesudo. Takazama Minozu bước ra và quyết định làm đối thủ của hắn. Trong lúc Adam đang phải chật vật cầm chân đám vệ binh đoàn thì Canada đã đưa Cốt Mô chạy khỏi đó. Cả hai người họ gặp phải một tên vệ binh đoàn khác là Longmin. Hắn lấy ra thanh liễu diệp đao và đe dọa họ nếu không giữ im lặng thì giết không tha, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục hẳn. Cốt Mô vẫn rời khỏi xe lăn để chiến đấu với Longmin. Ở phía bên này Minozu đã thành công đoạt được thanh kiếm trong tay Kitogunchi tuy bị rạch mất một ngón tay nhưng anh đã đánh gục được đối thủ. Zancho xông vào phòng cấp cứu Oma và yêu cầu Yamashita hãy đem Oma rời khỏi đây trước khi chỗ này nổ tung. Oma bất ngờ tỉnh lại vào lúc này, tên Zancho quyết định xông tới khử Yamashita thì bị Oma cản lại. Anh ấy thoát cái đã vào cự ly cận chiến vô hiệu hóa tầm đánh kiếm, cảm giác bất an của Oma trước đây cũng biến mất hoàn toàn. Tên Zancho sử dụng thuật vay mượn của Oma có tên thần nhập và yêu cầu Oma hãy chuẩn bị đi vì hắn sẽ dùng vũ lực để bắt cậu đi. Oma nhớ lại quá khứ những chuỗi ngày luyện tập với sư phụ Nico ở rừng Gaki Haza. Cậu chợt nhận ra đống tạ trên người vốn không phải để dành cơ bắp cho mình. Oma thấy thật kỳ cục khi mình phải chấp Nico trong khi ông ấy mạnh hơn cậu. Và thế là cậu chợt hiểu ra được điều gì đó. Cuối cùng Oma đã đánh trúng Nico và qua được vòng gửi xe. Oma được phép bỏ tạ ra và Nico cũng bỏ tạ của mình luôn. Oma mình đầy thương tích xương bị gãy và cơ bị rách. Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cậu thấy lạnh toát cả sống lưng tuy nhiên cậu lại cảm thấy cơ thể mình sung sức hơn bao giờ hết nó đã đạt tới mức độ tập trung phi thường cậu hiện tại đã cảm nhận được mặt đất xung quanh bằng cả năm giác quan cậu cảm nhận được cả chuyển động của nico chiêu cuối của lão là thiết toái quay trở lại hiện tại oma đã hạ gục được tên gian mà không tốn một giọt mồ hôi hazami bị đẩy vào thế bí nên đã quyết cho nổ hết cả hòn đảo để kéo mọi người chết chùm theo tuy nhiên dù quả bom đã không phát nổ bởi nhóm thiên lang đã tháo gỡ toàn bộ số bom trong vòng đấu thứ hai gia tộc kuze cũng đã khống chế tất cả đám vệ binh đoàn Người thuê Ha Sát không ngờ lại chính là Noji Hideki, chính ông đã cứu anh khi anh rời xuống biển và đưa ra lời đề nghị làm mật thám. Long Min sau khi nhận được thông báo từ đồng đội mình nên quyết định không đối đầu với Cốt Ma nữa. Trong cuộc đảo chính vừa rồi trùng đã lợi dụng để bắt Oma Tokita. Oma vẫn quyết đấu mặc cho cơ thể cậu còn nhiều thương tích, cậu chỉ còn 3 trận nữa thôi nên cố tự nhủ phải sống bằng mọi giá.